Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở chỗ này ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý vị. Ở chỗ này là ngã ba Quy Quéo này, đằng sau cái xe ô tô màu đỏ này này là quốc lộ 55 nha quý vị. Quốc lộ 55 ngay sau cái xe màu đỏ có cái ngã ba đó, cái xe máy vừa đi qua là quốc lộ 55. Thì từ đấy vào đây khá gần thôi. Cái đoạn này thì có vỉa hè, quy hoạch có vỉa hè nhưng đến đây thì lại là dân cư chưa được làm vỉa hè. Đường thì cũng được 5 mét, hơn 4 mét về cơ bản là đường ô tô đi được, đi thoải mái. Tránh nhau thì cũng không vấn đề gì. Ở chỗ này có cái lô đất này cũng khá đẹp cho ai mà định nghỉ dưỡng ở đây này. Nhà mái thái này, nhà mới xây này, nhà mới xây này. Kể cả nhà này cũng mới xây luôn này. Đó. Thì cái ấy này nhá. Cái này người ta đang làm cái xưởng gì đó nhưng mà cái xưởng này tạm thời đang không hoạt động. Dưới này có mấy cái văn phòng đóng như là dạng container á. Cái miếng đất này 887 mét vuông, gần 900 mét vuông, có 400 thổ cư nha quý vị. 400 thổ cư và bề ngang mặt đường này được khoảng 30 mét. Bắt đầu từ cái chỗ này, cái trụ xanh xanh này chạy tiếp xuống dưới kia. Bao nhiêu cái miếng đất này bao nhiêu tiền nhỉ, hỏi phát quên rồi. Không thương lượng luôn đấy hả? Thì cái lô đất này có cái giá bán là chốt là 4,3 tỷ, không thương lượng nha quý vị. Chủ đưa ra giá và không cần phải trả luôn. Thì bên hông này nó chéo này, không biết là cái tam giác này của ai, nhưng mà tường của mình xây rồi. Đấy, tường mình xây rồi, có nhà xưởng đây rồi. Đường thì tạm thời đường đất thôi, nhưng mà cách đường nhựa có chưa được 20 mét. Được 20 mét, đổ bê tông vào đường nhà mình dễ dàng thôi, không vấn đề gì cả. Chảy đá hoặc chảy nhựa luôn cũng được. Đó, phía ngoài này thì đẹp rồi, nhưng mà phía ngoài thì đắt lắm. Ở đây như thế là rơi vào tầm 5 triệu. 5 triệu mét. Hơn 5 triệu một chút thì phải. 5 triệu. 5 mà nhân với 4 là 8 tỷ rồi, 800 mét rồi. 5 nhân với 3 bằng 6. Đó khá là khoảng chưa đến 5 triệu mét nha quý vị. 4 tỷ 3 cho 887 mét vuông mà. Đấy, khu này thì đẹp hơn này quý vị. Khu này đẹp hơn nhưng mà khi mà khu phân lô này người ta lại bán mười mấy triệu một mét rồi. Thị trấn Long Điền mà, đây là thị trấn. Chỗ này cũng giáp Bà Rịa thôi nha quý vị. Từ cái chỗ ngã ba này, đây này gọi là ngã ba Cây Quéo, đi ra cái chỗ chỗ gọi là cái đấy là cái trung tâm thị, gọi là cái trung tâm hành chính Long Điền á, khoảng hơn cây số này, gần 2 cây số đấy, rất là gần. Nên đây là dạng như khu đô thị của Long Điền đó. Cái nhà ở người ta còn chưa ở kín. Đây có cái nhà Yến này. Đây nhà Yến, còn lại thì dân cư ở đây vẫn còn hơi thưa. Nhà này cũng kiên cố nhưng mà chưa được đẹp lắm, kiên cố thôi. Đây nhà mái thái này thì đẹp hơn. Chỗ khu này ở nghỉ dưỡng ok, với cái diện tích đấy, giá đấy, thổ cư đó là nghỉ dưỡng ok nha quý vị. Đó, thì thông tin sơ bộ là như vậy. Phía trước này người ta cũng phân lô, người ta trồng cọc, người ta bán hết rồi. Thì quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi nha. Bất động sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở lần sau.